Anh có thể nào chia sẻ cảm xúc của mình khi đấu với Việt Nam tối nay hay không? Cũng như là anh như thế nào? Dạ em có cảm giác rất là sợ ạ. Ronaldo và Messi còn nghe Việt Nam vô World Cup ngủ không được mà thức trắng đêm á. Còn đội tuyển Indo của em thì rất là sợ và lo lắng. Em nghĩ là ăn không nổi Việt Nam đâu, tại vì Việt Nam đang đứng đầu bảng, em đang đứng cuối đích mà. Cho tới bây giờ mà em còn ám ảnh cái vụ mà SEA Games 30 á, là Việt Nam đá với Indo chung kết đó là em thua tới 3-0. Đêm đó đá xong về ngủ đâu được đâu, khóc hết nước mắt luôn, bỏ cơm bỏ nước luôn, tính nghỉ đá đội tuyển luôn rồi đó. Tại vì dạo này dịch bệnh khó khăn quá, tính đi bằng hồ cho nó ngon đi chứ đi đá banh hoài không tiền bạc thì dân đá thua hoài nhục thêm nữa. Nhưng mà em cũng rất là vinh dự khi được đá Việt Nam, là một cái đội tuyển rất là kinh điển và đứng đầu bảng. Em nghĩ là World Cup năm nay là chắc chắn là Việt Nam cầm cúp rồi. Đội tuyển Indo của tụi em là chắc chắn là sẽ rớt rồi, nhưng mà đá Việt Nam là rất vinh dự cho nên cố gắng đá để mà lấy vinh dự thôi, chứ thắng Việt Nam thắng không nổi đâu. Tối nay Việt Nam sang Indo ít nhất là 2 trái nếu mà Việt Nam nhường đó nha. Nếu mà nhường á, còn nếu như không nhường đá thẳng luôn từ giá là 7 trái tới 8 trái. Xong cái trận World Cup này em sẽ đầu quân với Việt Nam luôn, em vô em làm cầu thủ cho Việt Nam luôn, lương Việt Nam cao hơn lương nước ngoài bèo thấy mẹ. Đá ăn nó mới trả tiền nha, không ăn nó không trả đâu, cái gì đừng mừng. Em có một cái đắn đo, em xin tuyên bố luôn là bảo đảm năm nay là Việt Nam lấy cúp chắc chắn 100% luôn. Nếu cái gì không tin phải không, hỏi Ronaldo thì sẽ biết. Ronaldo là bậc thầy bóng đá, nhưng mà Ronaldo vẫn biết trước được sự việc sẽ không bao giờ thắng Việt Nam nổi luôn á. Vâng, tôi là ban tổ chức của Liên đoàn bóng đá FIFA World Cup 2022. Tôi đang chờ Ronaldo dự đoán kết quả Việt Nam. Đưa tay nó nghe coi. Tối nay Việt Nam sẽ thắng Indonesia là 7-0. Ok, cảm ơn anh trai. Đó, cũng như Ronaldo đã nói rồi, bậc thầy bóng đá cũng đã nói rồi, Việt Nam thắng Indonesia là 7-0. Tôi nghĩ là chúng ta hãy tin Ronaldo. Ở Ronaldo làm gì buồn với Việt Nam vô World Cup là không vui hả? Vui cái quần què chứ vui Việt Nam vô lấy cúp luôn chứ vui cái gì. Mấy năm trước á, World Cup á, là tôi với Messi, một là nó đứng nhất, hai tôi đứng nhì, hoặc là tôi đứng nhất nó đứng nhì. Còn năm nay với Việt Nam thì đứng nhất là tôi Messi xuống nhì rồi. Gầu thúi rồi.